Phật từ khắp năm châu, Phật từ khắp địa cầu, tương bừng kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Tuệ Quang, Hạnh Hoa, xin chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, vậy là một mùa Phật đản nữa lại về trong niềm háo hức, hân hoan và hạnh phúc của hàng triệu triệu những người con Phật trên toàn thế giới. Những giai điệu hoan ca kính mừng ngày Đức Phật đản sinh đã ngân vang trên khắp năm châu, muôn sắc cờ hoa đã được tô thắm trên mọi nẻo đường. Tinh thần Phật đản đã được lan tỏa khắp mọi nơi, từ đồng bằng cho đến vùng núi cao, đến từng khu phố, đến từng ngôi nhà nhỏ của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hoa. Sắc màu Phật đản đã tràn ngập trong các gia đình Phật tử với rực rỡ cờ hoa và những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, được các thành viên cùng nhau trang hoàng chuẩn bị cho lễ kính mừng Phật đản năm 2021 tại Tư Gia. Với niềm quý kính Đức Phật, các Phật tử nhí đã tự tay vẽ tranh trang trí, cùng ông bà, cha mẹ sửa soạn vật thực và những lẵng hoa thơm, hành kính dâng lên cúng dường Đức Phật nhân ngày khánh đản của Ngài. Tuy còn nhỏ và có chút vụng về, nhưng các bạn nhỏ luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Đón mừng Tết Phật đản, Tết của người con Phật, cả gia đình ai nấy đều háo hức và hoan hỉ tham gia công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Như niềm vui của người dân thành Ca Tỳ La Vệ cách đây hơn 2.600 năm khi Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện trên cõi đời, các thành viên trong gia đình đã trưng diện những bộ trang phục thật đẹp và nhiều màu sắc ấn tượng, cùng nhau hoan ca những giai điệu vui tươi đón mừng ngày khánh đản của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni. Với tâm tri ân và lòng tôn kính đấng cha lành, các Phật tử đã thành kính dâng nước ướp hoa thơm cúng dường tắm lên kim thân tôn tượng Đức Phật đản sinh và cùng nhau tụng kinh tán dương sự đản sinh vĩ đại của Ngài, sự đản sinh mang lại hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài chúng sinh. Tại Anh, Đức, Singapore và nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử xa xứ câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa cùng người thân cũng hân hoan tổ chức lễ Phật đản tại nhà và hoan hỉ hướng tâm về lễ Phật đản chùa Ba Vàng. Dù không thể về chùa để tham dự lễ Phật đản do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thực hành theo lời khuyến khích của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử cùng gia đình đã đón một mùa Phật đản thật hân hoan và đầy đầm ấm tại Tư Gia. Tinh thần đón mừng ngày Phật đản sinh cùng những giá trị cao đẹp mà giáo pháp của Đức Phật mang lại cũng từ đó mà được lan tỏa tới khắp muôn nơi, góp phần làm cho Tết Phật đản dần trở thành một ngày lễ vô cùng đặc biệt và ý nghĩa của triệu triệu người con Phật trên toàn thế giới. Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Niềm hạnh phúc của ngày Phật đản sinh sẽ mãi mãi trong tim chúng ta khi chúng ta luôn luôn khắc ghi lời Phật dạy và áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Không làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Mong rằng tất cả muôn loài chúng sinh sớm được an vui, giải thoát như tâm nguyện thiết tha của Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế. Nguyện ánh sáng tuệ giác của Ngài luôn soi chiếu rộng khắp tất cả quần sinh. Đón mừng Phật đản 2021, Tuệ Quang và Hạnh Hoa xin kính chúc quý Phật tử và gia đình một mùa Phật đản hạnh phúc và an lành dưới ánh tử quang của mười phương chư Phật, tinh tấn tu tập theo lời Đức Phật dạy. Xin chúc cho tinh thần Phật đản của chúng ta mãi muôn năm.